Thì cây hoa ngũ sắc này còn có tên gọi khác là cây bông cổ, là một loại thảo dược được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh của y học cổ truyền cũng như trong dân gian. Theo đông y, cây hoa ngũ sắc có vị hơi nắng, tính mát, được thu hoạch quanh năm và dùng ngay khi còn tươi. Ngoài ra vào mùa hè, cây hoa ngũ sắc còn được thu hái phơi khô, cất đi để tiện sử dụng. Cây có công dụng giảm nhiệt, hạ sốt, trừ thấp và được dùng để điều trị các bệnh như phong thấp, đau xương khớp, quai bị, sốt cao trong thời gian dài. Sử dụng hoa và lá đúng cách còn giúp trị nóng trong, chữa ho ra máu, hạ huyết áp và hỗ trợ chữa bệnh lao phổi. Trong dân gian, cây được sử dụng để thanh nhiệt, tiêu độc, giúp cầm máu, chữa đau bụng thổ tả, viêm da, hắc lào, chữa cảm sốt. Tuy nhiên, lá cây có độc, cho nên chúng ta cần thận trọng khi sử dụng làm thuốc để tránh bị ngộ độc. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số công dụng chữa bệnh của cây hoa ngũ sắc này. Cây hoa ngũ sắc được dùng để điều trị nổi mẩn ngứa, viêm ngứa da. Khi chúng ta có những dấu hiệu nổi mề đay trên bề mặt da như phát ban ngứa trên da, có thể là dấu hiệu của các căn bệnh dị ứng, viêm da cơ địa, viêm da dị ứng, các bệnh viêm nhiễm trùng da, chúng ta có thể dùng lá và thân cành của cây hoa ngũ sắc để chữa bệnh. Chúng ta hái 30 đến 50 gram lá và hoa cây ngũ sắc tươi, rửa sạch, thêm 7 hạt muối hột, chúng ta giã nát và đắp trực tiếp lên chỗ mẩn ngứa, để khoảng từ 15 cho đến 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước muối y tế. Thì một ngày chúng ta làm từ 1 đến 2 lần và làm liên tục trong 10 ngày. Hoặc là chúng ta có thể hái cái lá hoa này, chúng ta nấu nước hơi đặc một chút, dùng để tắm hoặc vệ sinh cái vùng da bị mẩn ngứa hàng ngày. Chúng ta sử dụng 100 cho đến 200 gram cái cành lá tươi của cây ngũ sắc đấy, đem đi rửa sạch, nấu kỹ với 2 lít nước, sau đó là ngâm rửa kỹ cái vùng da bị mẩn ngứa. Chúng ta làm cái việc này hàng ngày và cũng nên làm một điều chỉnh một ngày 1 đến 2 lần liên tục trong vòng 10 ngày. Nó sẽ giúp mà cái căn bệnh viêm da dị ứng, cái bệnh mẩn ngứa nổi mề đay của chúng ta gần như là khỏi hẳn.